chào tất cả các anh chị có gì cho bác yêu hoa lan rừng trên cả nước của phiên buổi sáng của em nhé. Phiên sáng nay em lên cho các anh chị một số vài mặt hàng như sau. Đơn đầu tiên là em lên đơn sóc này, hoa rất là đẹp, một gốc 3 cây luôn. Cái này là mẹ bồng con này, rễ nó đang ra mầm nha các anh chị nhé. 3 cây luôn này, đó. Đây này, cây to luôn này. Đây, 2 cây luôn. 3, 2, 5, 6, 6 cây. Cây to luôn này, rất là khủng, 7. To luôn, 8, rất là to luôn đấy các anh chị. 9, 10, 11 cây nha các anh chị nhé. 11 cây tất tần tật hết này. Ai chốt hình này có giá là 100k đơn sóc. Số 1. Đơn số 2. Đơn số 2 là trâu nguyên bản. 1 cây này. Cái thứ 2 này. Đó. Mấy cái lá này nó ở trong rừng nó sâu ăn rồi. Nhưng mà không vấn đề gì đâu. Cái thứ 3 này. Là mất một lá nhưng mà đang ra lá ngọn này nhá. Cái thứ 4 này. Và cây thứ 5 này. Đó, nó bị tét lá nhưng mà vấn đề gì đâu các bác. Đó. Bình thường. Em xả rẻ con này 100k thôi. Cứ yên tâm nha. Rất là rẻ luôn, 100k. Đây là hình số 2. Nhầm cái hình số 1. Đây là hình số 2 đi. Hình số 3 có giá là 100k. Một cây trâu rời này. Mít siêu dày này. Cái thứ 2 này. Cái lá to luôn. Cái to luôn. Cái lá dưới thì các bác thích cắt ra cắt nhé. Bị tét lá này. Đó, được 3 cái lá trên. Rất là đẹp. Cái thứ 3 nguyên bản này. 3 cây này 100k em tặng nhất điểm hồng đang hoa này. Đây. Nhất điểm hồng đang hoa màu trắng luôn nguyên bản này. Có giá là 100k. Ai chốt lô số 3 này. Lô số 4 có giá là 100k là đơn trứng bướm nhé. 1 cây này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 cây trứng bướm. Ai chốt hình này về các bác ghép nha. Hàng này dễ với sĩ sống. Tặng một cây hoàng nhãn mít này. Em xin mini luôn, 100k thôi. Mới chốt hình 4 cho em nha. Hình số 5 là đơn quế tím. Rời rất là nhiều, tha hồ ghép này. Năm tới các bác chơi hoa hết rồi mấy cây này. Chứ còn mùa của nó đến mùa có hoa thì không có hàng đâu các bác. Em nói thật, mùa đấy là hàng nó héo. Nên không có hàng tươi như thế này đâu. Mùa đấy là mùa khô nhá. 3 cây này. 4 cây này. 5 này. 6, 7, 8, 9, 10, 11, lá mít này, nhìn xinh luôn. 12, 13 này, 14, 15 này, 16, 17, toàn quế tươi luôn nha các anh chị. 18 này, 19 này, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 cây luôn nha. 33 cây quế này có giá là 100k, hình 5. Sau hình 6 là hình combo nhé. Có giá là 100k này. Một cây hoàng nhãn lá mít trời này. Cây này là em tặng nhé. Còn cây nguyên bản là 1 cây này. 2 cây này. Ba nguyên bản nhạn, ba nguyên bản nhạn tặng một cây rời lá mít luôn. Và một em trâu này nữa. Đơn này là 100k combo. Bác nào thích trâu với nhạn thì lấy đơn này nha. Đó, mua trâu không được, mua nhạn không được thì lấy đơn đấy. Cả trâu cả nhạn luôn. Hình 7 có giá là 130. Toàn là hàng mít rụt rịt xinh xinh luôn này đó. Nhìn xếp nó đẹp lắm các bác này. Rất là rụt đẹp luôn nha. 130 ba cây lá mít. Đây là hoàng nhạn nha. 130. Đây là hoàng nhạn tháng 4 nha các anh chị nhé. Hoa rất là thơm luôn. 130 hình 7. Hình 8, 100k cho mít. Cây này là về chơi Tết rồi. Siêu dày cứng luôn. 100k rễ nó bám. Cây này rất là nhẹ cước này. Vì nó một cây mục rồi. Cứ yên tâm nhé. Không nhẹ, không nặng cước đâu nha. Rễ nó bám mà mầm luôn này. 100k mít siêu dày luôn. Đây là hình số 8. Hình số 9, 140k là ba cây nhạn to. Đồng đều. Cây này. Hai cây này. Rất là đẹp luôn. Cái thứ 3 này. Đó.
rất là đẹp, 140k, cực kỳ đẹp xinh luôn. Ba cây này năm sau chơi hoa hết rồi nhá. Nó này chốt hình 9, hình 10 có giá là 100k. Hoàng nhạn lá mít này, một cây này, hai cây này, ba cây này, bốn cây này, năm này, rồi mít trụ trịt luôn đấy các bác, sáu này, bảy cây, rồi thêm cây nhỏ này nữa này, ở dừa này nữa. Đơn này ai chốt thì này 100k, toàn lá mít luôn nha, rất là xịn sò. Đơn này là về bỏ chậu là đẹp. 100k hình 10, hình 11 có giá là 100k tiếp. Một cây, hai cây, ba cây, bốn, năm cây. Năm cây này có giá là 100k. Đây là hình 11. Hình 12, hình 12 100k. Là đơn quý tính nguyên bản toàn cây to, ba cây to luôn này. Ba cây nguyên bản to này. Bốn cây này, năm cây này, sáu này, bảy cây. Rất là đẹp luôn, 100k quế nguyên bản toàn tươi nhá. Về thả chậu thôi nha. Nó về các bác treo lên cũng được. 100k, không mất chậu cũng được. Đây là hình 13, có giá 100k cặp trâu lá mít này. Ai chốt cặp trâu lá mít là 100k. Rất là xinh đẹp luôn. Lá dày. Đây là hình 13. Hình 14 là hình cuối cùng, có giá là 100k. Còn nhãn mít đẹp luôn nha các anh chị nhá. Một cây này, hai cây và ba cây. Ba cây nhãn lá mít này 100k. Đây là hình 14. Phiên sáng nay em có 14 đơn hàng. Tất cả các đơn này em không thể bao ship được, vì em bán đơn rẻ cho các bác rồi. Đơn 100, 100 mấy trở lên thôi. Bắt đầu chốt yêu thương đơn nào thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em nhé. Bác bình luận trên đấy là các bác không kịp trả lời, các bác cứ gọi điện hoặc là nhắn tin qua Zalo số này của em 0834981431 nhé. Em xin chào tất cả các bác nha. Chúc bác người mới vui vẻ nhé.